Thành phố Hồ Chí Minh sắp có phố đêm chợ lớn, món ăn đặc trưng của người Hoa. Ngày 16 tháng 3, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành góp ý cho đề án kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch tại quận 6. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận 6 đề nghị các đơn vị góp ý nhưng mới chỉ có Sở Giao thông Vận tải phản hồi. Vào cuối tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân quận 6 khởi động sự kiện văn hóa kinh tế đêm khu vực chợ Bình Tây, khởi đầu cho kế hoạch tổ chức phố đi bộ tại khu vực này. Đề án phố đêm chợ lớn của Ủy ban Nhân dân quận 6 dự kiến tổ chức trên các tuyến đường xung quanh chợ Bình Tây, theo phương án xã hội hóa, thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm, tổ chức và vận hành. Phố đêm hoạt động từ 18 giờ hàng ngày tại vỉa hè 4 tuyến đường Nguyễn Hữu Thuận, Tháp 10, Lê Tấn Kế, Trần Bình với tổng diện tích hơn 1.500m2. Nơi đây tổ chức thành 8 khu chức năng, buôn bán các mặt hàng ăn uống, món ăn đặc trưng của người Hoa, thời trang, lưu niệm, đồ công nghệ. Ngoài ra còn có bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng, sân khấu biểu diễn, ban quản lý, tiểu cảnh ánh sáng nghệ thuật, khu không gian công cộng. Với lượng khách ước tính khoảng 2.000 người mỗi đêm, quận 6 đặt ra nhu cầu gửi xe khoảng 20 xe hơi và 300 xe máy, xe đạp tại 6 vị trí xung quanh chợ Bình Tây. Phố đêm chợ lớn sẽ được đầu tư hệ thống camera hồng ngoại, cùng đội ngũ bảo vệ theo dõi thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu, xử lý an toàn cho tiểu thương và du khách. Hệ thống wifi miễn phí, phủ khắp khu vực, kết hợp quảng bá hình ảnh, thông tin du lịch của địa phương, sản phẩm của khu phố đêm. Nếu được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận, phố đêm chợ lớn sẽ hoạt động ngay trong năm 2023. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.